Xin chào các bạn, hôm nay là bên mình hết hàng C20 Pro, là lâu lắm mới đợt này là về. Nghe nói là hãng update một số gọi là chi tiết mới, nên là hôm nay là mình unbox cho các bạn xem nhá. Vẫn là đóng gói là rất kỹ. Mình xem trong hộp là phụ kiện có gì này. Vẫn là sạc là 42V 3A các bạn nhé. Bàn đạp này, tun này, rồi giấy hướng dẫn sử dụng cho các bạn nhé. Trong này là cái chắn bùn trước các bạn. Lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp unbox lại cho các bạn chiếc C20 Pro. Nghe nói là phiên bản này là thêm một số gọi là cải tiến gọi là đáng kể trên dòng này, thì hôm nay là mình có unbox để giới thiệu cho các bạn thêm là bản này đang có gì là update so với bản trước. Đấy, các bạn nhớ đóng yên thì các bạn nhớ vít bên này đóng chặt vào nhá, thì ngồi không bao giờ bị xê dịch cả. Chất lượng sơn và khung thì vẫn như thế thôi, chắc chắn như là phiên bản trước. Động cơ thì phiên bản này thì vẫn là 250W, nhưng mà thực tế thì có thể là unlock lên 500W các bạn nhé. À, có cải tiến mới là cái chân trống mới các bạn ạ. Chân trống này thì được cải tiến hơn rất nhiều so với phiên bản trước, là có các bạn là hay kêu là có thể là hay xảy ra là nghiêng mới gãy, nhưng mà bản này thì chắc chắn là chắc chắn rồi. Chiếc C20 Pro thì giới thiệu với các bạn là cũng khá là nhiều rồi. Vẫn là phục vụ cho các bạn là đủ các nhu cầu, là từ đi học, đi làm cho đến là đi chơi, có thể đèo thoải mái là từ 150 đến 200 cân tổng trọng lượng là thoải mái nhá. Có thể mở ra gấp vào này để tiện di chuyển lên xe ô tô và lấy pin để lên nhà sạc. À, có cải tiến thêm là cái chốt trục trước này thì bây giờ là thay thế bằng ốc rồi các bạn ạ. Chắc chắn hơn là rất nhiều so với cái chốt mỏ vịt ngày xưa. Nói chung là EQ thì vẫn là rất bền và đẹp.
Bà Ga này thì cũng vẫn chắc chắn và có thêm một vài thanh gọi là nhìn gọi là đẹp mắt hơn so với ngày trước. Còn đâu về phần cơ bản thì là vẫn là loại Ba Ga đấy. Các bạn có nhu cầu phục vụ một chiếc xe là tiện di chuyển, phục vụ cho nhu cầu gia đình chở hoặc là học sinh các bạn có thể đi. Nói chung là phục vụ mọi nhu cầu thì chiếc xe này vẫn là chiếc xe quốc dân bên mình là bán được nhiều. Chạy là quãng đường vận điện là gần 100 cây. Quãng đường trợ lực là lên đến tận 150 cây các bạn nhá. Có anh bảo là đi sạc là đến nửa tháng thì mới sạc một lần. Với cái cường độ di chuyển là một ngày tầm khoảng độ 10 cây. Bàn đạp đây, các bạn vẫn nhớ lắp là bên có hai bên nhá, một bên ghi đánh dấu là giờ, một bên là L, thì bên giờ thì các bạn vẫn lắp vào bên phải cho mình theo hướng từ dưới lên nhá. Các bạn nhớ là nếu mà siết pedal thì các bạn là siết đều hướng ra đằng trước. Hệ thống Shimano thì vẫn là 7 cấp của Shimano, vẫn rất là êm ái này. Lốp thì 20 nhân với 3.0, rất là êm và rất là bền. Các bạn lắp cái chắn bùn đằng trước ấy thì các bạn lắp vào đằng sau này lên này. Sau khi đấy các bạn lắp đèn phía trước quay lại nhé. Cải tiến thì một số cải tiến nhỏ nhưng mà mình thấy là cũng là lắng nghe người tiêu dùng và rất là hữu ích cho người sử dụng ấy. Từ những cái chi tiết là nhỏ cho đến chân trống cho đến ốc trục trước. Đấy, khi lắp cổ thì các bạn nhớ siết cái ốc giữa này khoảng độ tầm 8 đến 90% lực thôi nhá. Sau khi đó là các bạn giữ phần bánh xe này cho cái chân để cố định để điều chỉnh cái góc tay lái của mình là giữa trung tâm nhất. Sau đó sau đó khi được rồi thì mình mở ra để mình siết lại cho nó chắc nhất đấy.
Đấy, nói chung là hai anh em lắp một chiếc xe thì cũng rất nhanh đúng không quý vị các bạn? Chắc chỉ mất khoảng độ tầm 10 phút thôi thì cũng đã hoàn thành chiếc xe của chúng ta là để chuẩn bị được vận hành rồi. Đấy, sau khi xong thì các bạn có thể lấy chiếc chìa khóa ở đây ấy, để kiểm tra thử động cơ là xem có tốc độ rồi mọi thứ là xem có gì khác biệt so với phiên bản trước không. Vẫn đạt khoảng độ tầm gần 40 cây các bạn ạ. Nói chung là để nói về chiếc C10 Pro thì là dòng quốc dân rồi. Mời các bạn thì qua trải nghiệm cửa hàng bên mình có mặt tại Hà Nội và Sài Gòn nhé. Hà Nội là 109 Trần Duy Hưng. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh các bạn là đến địa chỉ là Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10. Địa chỉ thì có trên web xe đạp điện trợ lực bên mình rồi nhá. Mời các bạn qua trải nghiệm. Ngoài mẫu C10 Pro mình vừa giới thiệu thì còn rất nhiều các mẫu đến từ nhà Angui, Zhangbu, Ado, Himo. Xin cảm ơn các bạn nhé.